xin xem phía dưới có bốn câu kệ: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Bốn câu kệ này nội dung vô cùng phong phú. Phía trước hai câu là nói rõ khởi nguyên của vũ trụ nhân sanh. Đây là hiện tượng của sau khi đã mê. Phía sau hai câu là chỉ dạy cho chúng ta phương pháp hồi đầu là bến, tự tánh của chúng ta làm sao đã mê mất. Giác hải hư không khởi, giác hải vốn là chẳng có hư không. Giác hải tức là tánh hải. Ở trong kinh luận thường nói tâm tánh, tâm tánh tức là giác hải. Cho nên điểm này chư vị nhất định phải hiểu rõ tự tánh bản giác. Phật tại trên hội Lăng Nghiêm nói việc này là nói đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Đương xứ là gì? Thì tại hiện tiền, chẳng có xa gần. Chẳng có xa gần tức là chẳng có không gian, chẳng có trước sau thì chẳng có thời gian. Thời gian và không gian đều là tình chấp của phàm phu, chẳng phải sự thật. Vậy thì sự thật là gì? Tức là mê ngộ. Chỗ này nói giác tức là giác mê. Mê là mê cái gì? Đích thật là trong kinh Phật nói hình dung rất có đạo vị: một niệm bất giác. Một niệm bất giác tức là mê. Không gian có xa gần, thời gian có trước sau, từ chỗ này khởi sanh ra, đây gọi là thế giới. Thế là nói thời gian, giới là nói không gian. Thời gian và không gian khởi sanh ra. Nhưng anh nhất định phải biết đây là huyễn tướng. Trong kinh Kim Cang nói được rất hay: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vậy thì anh đích thật nhìn được minh bạch, đích thật nhìn được rõ ràng, đem chân tướng sự thật đã nhìn ra. Chúng ta ngày nay nhìn thấy là huyễn tướng, là một thứ tướng tương tục hư huyễn. Đem tướng tương tục hư huyễn nghĩ rằng là chân thật, tại trong này khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì đây là ta bà nghiệp lãng lưu. Nghiệp lãng lưu là gì? Là lục đạo luân hồi. Hãy xem hoàn cảnh này, chỗ ở hiện tại của chúng ta là ta bà thế giới, tam đồ lục đạo, là từ bên trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra cảnh giới huyễn tướng và cảnh mộng giống nhau. Nhưng cảnh mộng của anh là ác mộng. Nếu ác mộng này không thức tỉnh, cứ tiếp tục ở trong mộng thì rất khổ. Mỗi ngày đang làm ác mộng, niệm niệm đang làm ác mộng, từ vô lượng kiếp đến nay cũng chưa thức tỉnh qua, càng mê càng sâu, càng vào càng khổ. Người thời xưa đích thật là, nếu dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, thiện căn của họ so với chúng ta thì họ thâm hậu hơn nhiều. Tại vì sao? Vì vọng tưởng của họ chẳng có nhiều như người hiện nay, dễ dạy. Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này dễ dạy. Mỗi lần đến đích thật có nhiều người hồi đầu. Hiện nay Phật Bồ Tát đến thế gian này đến có nhiều hay không? Rất nhiều, rất nhiều. Chúng sanh có dễ độ hay không? Không dễ độ. Họ không thể hồi đầu. Đích thật là họ không liễu giải chân tướng sự thật. Họ nghĩ rằng chỗ nghĩ của họ, chỗ nhìn của họ đều là tuyệt đối chính xác. Chỗ nói của Phật là mê tín. Làm sao có đạo lý này? Làm sao có những việc này?
Họ nói Phật là mê tín, họ nói Phật không hợp hiện thực, đích thật là chẳng dễ. Hồi đầu không sai, Phật đã nói 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, đây là lời Phật nói. Nhưng căn tánh của người hiện nay, ngoại trừ tịnh độ ra, không thể có thành tựu, không nói đến tu hành chứng quả, tức là hiểu rõ chân tướng sự thật. Anh đi nghiên cứu kinh giáo, hiểu rõ chân tướng sự thật cũng chẳng có chỗ hữu dụng, bởi vì không chuyển được cảnh giới. Đây là nói sự thật, cũng là Trung Phong Quốc Sư nói, vọng tưởng phiền não tập khí của anh từ vô thủy kiếp đến nay anh không buông xuống được. Câu nói này là nói thật. Nếu anh có thể buông xuống được, vậy thì chẳng có vấn đề, cái pháp môn đó anh tu đều có thể thành tựu. Nếu anh không buông xuống được thì không thể thành tựu. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chẳng có đế nghiệp thành tựu, chỉ có tiêu nghiệp thành tựu. Anh xem ở trong Đại Tiểu Thừa Kinh Luận thường nói, kiến tư phiền não tiêu rồi thì chứng quả A-la-hán, trần sa phiền não tiêu rồi thì chứng quả vị Bồ-Tát, vô minh phiền não cũng tiêu rồi thì anh thành Phật. Chẳng có đế nghiệp. Ngày nay anh thử tiêu xem. Tôi thường nói, không cần nói kiến tư phiền não, kiến phiền não của ở trong kiến tư phiền não, cái tướng này là thô nhất. Phật nói tam giới 88 phẩm, anh phải có khả năng, năng lực đem nó tiêu trừ thì chứng quả Tu Đà Hoàng, là sơ quả tiểu thừa. Anh cứ thử xem. Cho nên trong thời kỳ mạt pháp khó lắm, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1.000 năm, thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, họ nghiêm trì giới luật, dùng phương pháp trì giới, có thể chứng tiểu thừa, chư tứ quả tứ hướng. Sau khi Phật diệt độ 1.000 năm, đi vào thời kỳ tưởng pháp, trì giới không thể chứng quả, căn tánh của người càng không như xưa kia. Phật giáo hóa chúng sanh phải cải biến phương pháp là tu định. Thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, tưởng pháp 1.000 năm, sau 1.000 năm thì căn tánh của chúng sanh so với thời kỳ tưởng pháp lại kém xa một đoạn. Nói một câu khác, tu định không thể thành tựu, tu định không khai ngộ. Đây là lúc tuổi xế chiều của Đạm Hư Đại Sư thường nói. Ngài đã từng nói qua, thời kỳ mạt pháp tham thiền được khai ngộ một người cũng chưa thấy qua, không những chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Lời này lão hòa thượng thường nói, tham thiền được thiền định thì ngài thấy qua, nghe nói thì nhiều lắm. Tham thiền được thiền định chưa khai ngộ. Nhưng lời này, lời nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng. Được thiền định chưa khai ngộ, họ ra không khỏi lục đạo luân hồi, tương lai họ chết rồi thì đi đến nơi nào? Người đắc được thiền định sanh lên cõi trời. Công phu thiền định sâu cạn không bằng nhau, anh sanh tại tình trời nào, nhưng cái thiền định này nếu thật sự mà nói đều chẳng có thành tựu. Thiền định nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì đã siêu việt luân hồi. Đạm Hư lão pháp sư nói, lúc ngài vãng sanh là 90 mấy tuổi, một trong một đời của ngài một người cũng chưa thấy qua. Anh nói việc này khó biết bao. Cho nên đời mạt pháp
chỉ có tịnh độ thành tựu. Là Phật nói, Phật tại trong kinh Đại Tập nói, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mang nghiệp vãng sanh. Tuy nhiên mang nghiệp, cổ đại đức nói được rất nhiều. Câu nói này vô cùng trọng yếu. Tức là nói mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Việc này rất phiền phức, chúng ta mỗi ngày đang tạo nghiệp. Cho nên anh niệm Phật chẳng có nắm chắc vãng sanh. Hạng người nào có thể nắm chắc? Hạng người không tạo nghiệp có thể nắm chắc. Hạng người không tạo nghiệp, nghiệp tập chủng tử của họ chưa đoạn. Vậy làm sao không tạo nghiệp? Trung Phong Quốc Sư tại trong pháp sự này nói ra với chúng ta: hệ niệm, nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật. Bên trong cái niệm của ta, từ sáng đến tối, ngày đêm không ngừng, chỉ có một cái niệm A Di Đà Phật. Ngoài trừ cái niệm A Di Đà Phật này ra, những cái niệm khác đều chẳng có. Đây là việc chẳng dễ. Thành Phật đâu có dễ dàng như vậy. Đây là dễ dàng nhất. Cái này so sánh với 84.000 pháp môn thì cái này quá dễ dàng. Tức là nói cái phương pháp này, bất luận là cái niệm gì, anh phải biết thấy điều là vọng niệm. Bất luận là cái niệm gì, sau khi cái niệm đã khởi lên rồi thì lập tức quy đến A Di Đà Phật. Đây là cổ nhân thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là mê, cái niệm gì cũng đều là mê, đều là vọng tưởng. Anh phải chuyển được mau, không nên để cho vọng tưởng của anh tiếp tục. Cái niệm vừa mới khởi lên, cái niệm thứ nhất vừa mới khởi lên, cái niệm thứ hai là A Di Đà Phật, anh chỉ cần vừa mới phát hiện thì cái niệm của anh lập tức chuyển qua A Di Đà Phật. Hệ niệm giống như một sợi dây không khác, đem nó buộc lại thì buộc tại trong A Di Đà Phật. Anh phải thật sự có thể làm được điểm này thì chúc mừng anh, một đời này anh đến Cực Lạc thế giới đi làm Phật rồi. Cho nên phía sau hai câu này: nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc thủ quy châu. Thời kỳ mạt pháp chỉ có cái biện pháp này. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Ngoài trừ cái biện pháp này ra, chẳng có cái biện pháp thứ hai. Cho nên Ấn Quang Đại Sư xuất hiện tại thế gian, dạy người tu hành chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, là Ngài chỉ dạy. Dạy chúng ta ở chùa nhỏ, các bạn đồng học cùng nhau tu tập không nên vượt hơn 20 người. Có một ngôi niệm Phật đường nhỏ thì được rồi. Bên trong niệm Phật đường không cần thiết trưng bày bất cứ cái gì để trang nghiêm, không cần thiết. Chỉ cần cúng dường một tôn tượng A Di Đà Phật hoặc cúng dường Tây Phương Tam Thánh thì có thể được rồi. Sạch sẽ, thanh tịnh, rốt ráo. Tại vì sao? Là nhất tâm hệ niệm. Nếu nhìn thấy Phật Bồ Tát quá nhiều thì phân tâm. Sở hữu tất cả chư Phật Như Lai, thấy đều lấy A Di Đà Phật làm đại biểu. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát dùng Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát làm đại biểu, toàn bộ đều niệm được hết. Mười phương ba đời một vị cũng không bỏ sót. Trong tâm đã định, không tán loạn, tinh thần ý chí tập trung, một tí cũng không lãng phí thời gian. Bỉ ngạn là bờ giác. Giác và mê, chúng ta ngày nay mê tại bờ bên này, chư Phật Bồ Tát tại bờ giác bên kia. Chúng ta ngày nay nếu muốn phá mê khai ngộ, nếu muốn phản mê
quy giác. Cực lạc thế giới có biện pháp. Châu là chiếc thuyền, là công cụ vận chuyển. Quy châu, quy là hồi đầu. Cực lạc thế giới có quy châu. Quy châu tức là chỉ cái pháp sự này. Anh đi theo cái pháp sự này, tức là nói anh có quy châu nương nhờ rất vững vàng. Anh ngồi trên